Mưa đó, mưa quá trời. Mưa. Yêu cầu mưa đó nó đầy làng, nó dạng vô mà. Ta thử coi nó có rút được nhà được chứ nào. Cô men chào ông bà cô chú. Con chào ông bà con cháu. Tháng 2 đó con. Tháng 2 nhà hả? Tắt mưa này men tắt mưa rồi. Tắt rồi. Rồi dập rồi thêm chặt nữa nằm chắc. Mẹ ngưng bơm đi. Ê ngưng tát đi. Để họ con kêu cái máy bơm lại bơm. Hai chồng mình đi quay mới về tới thì không mẹ cái này ở ngoài mình không có rút thì ở trong đây nó vẫn xì vô hoài à. Lãnh bánh gì đó. Đó. Lãnh bánh trung thu hả cô mẹ? Được lãnh cái trung thu á, trong lu gạo á. Nó không có đi lãnh đâu. Nó bắt đi bắt cua rồi không có lãnh đâu. Wow, trung thu. Ừ. À, ngày 24 là ngay ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật con tính đi bắt cua mẹ hả? Dạ. Mẹ nó đi bắt cua. Vậy cho bà ngoại ở nhà ngoại lãnh ngoại lấy luôn. Ừ. Ha. Ha. Nó trời cái nhà. Rồi nó ngập hết trơn ở dưới này luôn. Cái hàng bếp của mẹ luôn. Cái đó đó nó ngập nó mãi rồi nó mới chạm vô nó mới gỡ vô được. Rồi ở đây là nguyên là ở ngoài này nó không có rút rồi. Nó không có rút thì mình tát nó cũng rút trở lại nè mẹ ơi. Đây nước tràn bờ đê luôn cả nhà ơi. Mưa đã mưa, mắc mưa ở suốt trần cả 3 tiếng đồng hồ á. Qua tiếp, tát tiếp ngoại đi để nằm nhà ơi. Mình mới về tới luôn. Ủa mẹ ở đó là có cái đồ có bẩn chặn không? Cái này vừa nãy nó cạo queo à. À. Con thấy chắc cạn không nổi đâu tại mình tát ở ngoài nó vẫn rút vô hoài á. Ê ê lại nồi cơm điện con đâu? Nồi cơm đâu? Mới đâu? Nữa nè, đó đó. Mới đâu vậy? Nè, em tí xíu gặp nhau. Rồi tát đi. Mẹ mơ cái nhà ngoại xịn không? Thôi hồi có cá lóc bự không mình bắt con nướng luôn. Bắt đi kiếm cá lóc nướng. Đó, chín rồi luôn cũng ngập vậy nè, hồi chín rồi còn hai cái lóc nha. Ô văng quá rồi, tát nhẹ nhẹ thôi. Tát vừa vừa thôi con. Muốn bữa hả? Muốn bữa ngập rồi. Nhiều lắm. Con bị dính đó mưa hồi 3 giờ mà tới giờ này con mới về tới đó. Ủa chiều men với Nhí tắm chưa vậy? Có ngập lên tới nhà trên không? Nhà trên không có bắt đèn hả?
trên của mẹ. Cái chiếc xăng ngập bình địa hết cả nhà ơi. Ngập quá trời. Như cái sông. Anh Hai. Chào cả nhà. Nhà quá trời luôn. Mưa mấy tiếng hồ mà hả? Mưa cả 2 tiếng. Ngập. Tại ở đây mình không có cống thoát nước á. Con cống nó lội kìa. Cống. Coi cái mấy trời. Bên đó thì nhà của anh ba. Mấy giờ? 8:15. Ê, 2 tiếng 8 kiếm cái lót mình nữa chưa. Tối nhí với Men. Cô Men ngủ ở đây với bà ngoại. Men đi lấy ngủ bên nhà ngoại không rồi đó, chào nhỏ thôi chào luôn. Ở đây ở quê mình á thì không có còn không còn nước gông ngập nữa mà bị ông trời mưa ngập. Quay chia sẻ lại cho cô chú xem là nhà của bà ngoại cô Men ông trời mưa ngập. Cả nhà ơi, thì video của gia đình mình chắc cũng xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào bà cô chú. Bà đâu rồi, đâu rồi. Chào cả nhà.